Xin chào các bạn, đặc biệt là các bạn hay nghe nhạc trên YouTube để chúng ta phát liên tục các cái bài hát mà chúng ta thích trên YouTube ạ, mà không phải chọn từng bài một đấy, thì chúng ta có thể tạo một cái danh sách phát, rồi chúng ta lưu các cái bài hát đó vào cái danh sách phát đó. Để tạo danh sách phát thì chúng ta có thể là chúng ta tìm kiếm cái tên cái bài hát mà chúng ta thích. Ở đây mình làm ví dụ, mình tìm thử cái từ Hoa Cỏ Tranh này, còn đúng ra là tên bài hát cơ. Xong sau đó ở bên cạnh cái video ạ, video nhạc mà chúng ta thích ạ, hay là cái bài hát chúng ta thích ạ, nó có cái hình ba gạch, à quên, ba dấu chấm ạ, ở phía góc phải ạ, nó tích vào đó, mình tích vào đó đây, nó sẽ hiện lên cái này như vào danh sách xem sau này, nó cũng là một cái danh sách phát, nhưng mà chúng ta không đặt tên được, nên chúng ta tích vào như vào danh sách phát ạ, để tạo danh sách phát. Rồi, nó sẽ hiện lên các cái danh sách phát mà chúng ta đã tạo rồi ạ, đây, mình có mấy danh sách phát tạo rồi. Nếu chúng ta muốn lưu vào cái danh sách phát cũ nào thì chúng ta chọn. Ở đây để chúng ta tạo một danh sách phát mới thì chúng ta tích vào danh sách phát mới ở góc phải phía trên này. Rồi sau đó chúng ta có thể đặt tiêu đề cho danh sách phát này. Sau đó chúng ta có thể chọn chế độ riêng tư, công khai, không công khai cho danh sách phát này. Chế độ bảo mật ạ. Sau đó chúng ta ví dụ mình đặt tiêu đề là video nhạc chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta ấn vào tạo để chúng ta tạo danh sách phát. Đây mình làm ví dụ thôi, nhưng mà mình sẽ không không tạo này. Rồi sau đó chúng ta để chúng ta phát cái danh sách phát mà chúng ta đã tạo rồi ấy, thì chúng ta lại phải vào này, chúng ta vào kênh của chúng ta bằng cách chúng ta tích vào cái hình ảnh đại diện của chúng ta, hình ảnh đại diện của kênh ấy, ở góc phải phía trên màn hình ấy. Sau đó chúng ta tích vào kênh của bạn. Ở đây là chúng ta làm bằng điện thoại nha. Và để tạo một cái kênh YouTube thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản Google, sau đó chúng ta vào YouTube chúng ta tạo kênh ạ. Nên mình tạo kênh sẵn này, cái này kênh mình này. Sau đó chúng ta tích vào cái tab danh sách phát ở phía trên này. Đây có cái danh sách, có cái tab để trang chủ video danh sách phát này, chúng ta chọn vào danh sách phát ạ. Đó, đây là các cái danh sách phát mình đã tạo. Đây là mình ví dụ thôi. Ví dụ như đây không phải là một cái danh sách phát mà là một cái danh sách nhạc chẳng hạn, phát nhạc chẳng hạn. Ví dụ như mình vào cái danh sách phát này, cây cối của mình này. Sau đó chúng ta để phát liên tục các cái video hay là các cái nếu như mà là bài hát hay nhạc ấy, thì nó là video hay bài hát cơ. Đây thì không phải. Mình làm ví dụ thôi nha. Rồi để phát liên tục ạ. Thì chúng ta tích vào cái dấu mũi tên màu trắng trong cái nền màu đỏ này, hình tròn màu đỏ này. Đó, nó sẽ phát liên tục các cái video mà chúng ta đã lưu vào ạ, vào cái danh sách phát đó ạ, phát nó sẽ phát hết luôn ạ, nó sẽ bằng hết luôn cái video chúng ta đã lưu vào ạ. Rồi video mới này đó. Nó cứ liên tục như vậy nó sẽ phát hết các cái video mà chúng ta đã lưu ạ. Chúng ta cũng có thể lưu video vào danh sách phát mà khi mà chúng ta đang xem video đây, thì ở phía dưới video nó có các cái như là ấn này, ấn đít này, ấn chia sẻ này, tải xuống này, và cuối cùng là new ạ, chúng ta nhấn nó, chúng ta nhấn vào new ạ, nó sẽ hiện lên các cái danh sách phát như vừa nãy ạ, cũng có tạo danh sách phát mới như vừa nãy đó, để new vào danh sách phát ạ. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.